Bài 2, những kiểu dữ liệu và các biểu biến khác nhau ở trên CUDA. Thì cái này là của Đại học Oxford, Học viện Đại học Oxford, họ phải CUDA. Thì đây, bộ nhớ thì những cái thách thức chính ở trong cái kiến trúc máy tính hiện đại đó là no point in binding fast computing if data can be tức là vấn đề là không thể tăng tốc tính toán được nếu mà vấn đề đầu ra đầu vào nó chậm. Rồi sẽ cần rất nhiều dữ liệu và nhiều bộ nhớ để cho những cái chương trình lớn, và kể cả những cái bộ nhớ ấy cần bộ nhanh nhé, chuyển dữ liệu nhanh lắm, thì những cái bộ nhớ sẽ chuyển nhanh ấy thì rất là đắt tiền. Và cái vấn đề nữa đó là cái xếp dữ liệu trong một tầng là phù hợp, phân tầng là phù hợp. Thế thì ở đây ta có kiến trúc phân tầng của bộ nhớ CPU, ta có một chính là RAM này, sau đây là cái case này, case của CPU ấy, sau case 1, 2, case thứ 2, sau anh ghi đây. Thì càng xuống càng nhanh, nhưng lại càng đắt tiền. Dựa chuyển in out vào ấy. Còn cái thứ này, vậy thì cái gọi là ngoài ra, còn mình nữa cái tốc độ xử lý của thực thi nó còn phụ thuộc nhiều vào cái việc tìm ra những dữ liệu mà gần quanh điểm dữ liệu hiện tại, kiểm dữ liệu đang xử lý, tìm dữ liệu xung quanh nó, và ta quan tâm những cái dữ liệu tạm thời, những cái dữ liệu mà chỉ vừa được truy cập với khả năng sẽ được truy cập tiếp trong khoảng thời gian ngắn sắp tới để giữ lại không xóa đi. Còn những dữ liệu phân tán ấy, ở đây thì những cái dữ liệu mà kiểu như xung quanh cái điểm dữ liệu, như ta lấy điểm x ở giữa ấy, thì cái điểm y cạnh nó khả năng được tiếp thì gọi là cái dữ liệu phân tán, thì sẽ lấy chung cả cụm nó luôn. Và case, một cái case line đó là một cái đơn vị dữ liệu cơ bản của truyền dữ liệu, thường là 64 byte hoặc 88 byte. Thì một cái case đơn giản ấy, thì một cái đơn thì CPU phải lấy dữ liệu từ thanh ghi, lấy dữ liệu do đưa thanh ghi, và nó thanh ghi thì khá như là một cái dòng một kết thôi. Nếu cái kết đó thông tin nó chứa một kết đó nhiều ấy, hết là sẽ tóm được thì coi như là lấy được ấy, duyệt qua. Nếu mà không có thì dữ liệu sẽ lấy toàn bộ thông tin mới từ thằng RAM cho vào cái địa chỉ mà ở đó là cái kết đó, địa điểm cái giá trị điểm đó nó dùng bỏ lâu không dùng. Đúng đấy, thì khi mà CPU lưu dữ liệu từ cái bộ tính toán vào thanh ghi thì nó cũng tùy hành như vậy, ta tìm chỗ đủ dòng ghi vào. Nếu mà không có chỗ lại viết vất vào cái chỗ nào đó mà có cái dữ liệu để lâu nhất khi dùng đến. Chỗ quan trọng của việc là xác định khu vực ấy, đây là ví dụ như ta có một cái máy chạy thông thường nhé, thì mỗi nhân xử lý là 2 GFLOPS, kết của nó là 40 GB giây, còn chỗ cũng đang ghi có 64 bài một thanh. Thì ở đây 40 ghi gần bằng với 600 dạ 600 thanh ghi giây bằng 5 giga số khởi động 2 chiều giây. Và thì S thì mỗi cái flop thì cần có 2 đầu ra và 3 đầu vào, 1 đầu ra, kiểu như A cộng B bằng C, thì C đầu ra và A cộng B đầu vào ạ, thì yêu cầu đến 3 dòng cho bạn 200 mega flop. Nếu tất cả 8 cái biến thuật hoặc là cái kết line của sử dụng ấy, thì năng lực tính toán lên đấy là 1,6 giga flop. Và để tăng lên đến 20 giga flop thì ta cần phải dùng ví dụ các cái load toàn bộ dữ liệu tạm thời. Dữ liệu này sẽ là một là chính dữ liệu cũ của dùng trong lần trước, hoặc là dữ liệu mà sẽ được bị sẵn ở trong RAM. Kiến trúc của GPU Volta, Google điện thì có là, trong GPU thì có các SM, các streaming multi core ở giữa, những một cái L2 kết để chút thông tin ra các cái streaming này. Và trong một cái SM thì ta có là một cái kết chung và một kết để chia sẻ các cái nhân nữa. À, tạo hình nghỉ.